Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Mr. Zero, mình là Thảo Hoàng. Khi Ronaldo sử dụng năng lực siêu nhiên để đá bóng, với cú đá phạt đền thành công vào lưới AS Roma rạng sáng ngày 13 tháng 1, Ronaldo đã sở hữu bộ sưu tập bàn thắng vào lưới mọi câu lạc bộ anh từng đối đầu tại Serie A. Siêu sao sinh năm 1985 chỉ cần hơn một mùa giải tại Italy để chinh phục cột mốc này. Sau khi bình phục chấn thương từ tháng 12/2019, Ronaldo đã ghi 9 bàn thắng tại giải quốc nội. Thành tích không chân suốt nào trong top 5 giải đấu hàng đầu châu Âu có thể chạm đến. Hãy cùng Mr. Zero xem qua clip mà Ronaldo sử dụng năng lực siêu nhiên để đá bóng nhé. Đừng quên like, share và subscribe kênh của chúng mình. Xin chào! Thế giới bóng đá mệnh danh Cristiano Ronaldo bằng những mỹ từ đẹp đẽ nhất. Nào là người đến từ hành tinh khác, cỗ máy ghi bàn, thợ săn danh hiệu hay kẻ chiến thắng. Ở cái độ tuổi mà những người đồng nghiệp khác của anh đã nghỉ hưu thì Ronaldo vẫn cho thấy được anh có một sức khỏe tuyệt vời. Và không ngoa khi nói rằng CR7 gánh vác 50% sức mạnh của đội bóng. Vậy siêu sao người Bồ đã sử dụng những năng lực siêu nhiên nào để đá bóng? Bạn có tò mò về điều đó không? Hãy cùng Mr. Zero xem clip dưới đây để chiêm ngưỡng những siêu năng lực ấy nhé. Siêu sao người Bồ Đào Nha không chỉ khiến người hâm mộ phấn khích bởi những pha bóng qua người kỹ thuật mà còn ở khả năng xuất xa tuyệt vời. Mỗi cú đá của anh luôn đưa bóng bay với lực rất mạnh, quỹ đạo khó lường và xác suất thành công là rất lớn. Những pha rê dắt bóng qua người đã trở thành thế mạnh sở trường của anh. Trong trận đấu với đội tuyển Mỹ, Ronaldo đã chứng minh cho đối thủ thấy được mình là một tay không hề dễ xơi. CR7 làm động tác như kéo bóng trở lại, đánh lừa hậu vệ đối phương trước khi chạm vào cạnh quả bóng và đột ngột đổi hướng đi và chuyền bóng cho đồng đội của mình. Nhận đường chuyền từ bên cánh trái của người đồng đội Alessandro, Ronaldo bật nhảy phi thường, đón đầu pha bóng một cách hoàn hảo và tạo nên bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới của Sampdoria. Kỹ thuật đá bóng hay nhất, step over, hay còn được gọi là kỹ thuật đảo chân, là một trong những cách khiến đối thủ giảm khả năng phán đoán và gây do dự trong việc đối mặt với mình. Và với việc thực hiện động tác step over một cách khéo léo như vậy, chả trách CR7 khiến các hậu vệ của Arsenal nổi giận, mất bình tĩnh và lao vào xô ngã anh. Đây là bàn thắng mà tôi gọi là sự bất lực của Ruben Martinez. Thật khó để trách anh chàng thủ môn của Osasuna vì rõ ràng đây là một trong những pha sút xa khó nhằn mà Ronaldo giáng đòn vào đội bóng này. Vượt qua hàng phòng ngự dày đặc của Levante, siêu sao người Bồ vẽ nên đường cong hoàn mỹ, đưa đội bóng vào góc hẹp của khung thành và nằm gọn trong cầu môn của thủ thành Keylor Navas. Đây là một trong những pha sút xa của Ronaldo, hội tụ cả hai yếu tố, kỹ thuật và sức mạnh.
Một trong những siêu năng lực tuyệt vời của Ronaldo, tuyệt kỹ bóng đá Rabona. Đây là kỹ thuật đá vắt chéo chân bằng cách đưa chân còn lại vòng qua sau chân trụ, tác dụng một lực vào quả bóng, khiến nó đi thẳng vào khung thành của Hungary trong sự vỡ òa của người hâm mộ trên khán đài. Vậy mới có thể thấy được siêu sao người Bồ của chúng ta có nhiều ngón nghề ngon ăn như thế nào. Màn ăn mừng múc tay ngẫu hứng này là sau đây: dắt bóng qua ba hậu vệ bên phía Galatasaray và đón nhận điểm sút hợp lý để phá tan khung thành của thủ môn đối phương. Một sự kết hợp giữa kỹ thuật đảo chân step over và kỹ năng sút xa góc hẹp đã giúp Ronaldo ghi thêm một pha bóng đẹp mắt vào trang sử của mình. Trong trận lượt đi Champions League mùa giải 2017-2018, với cú ngã bàn đèn tuyệt vời của Cristiano Ronaldo đã khiến cho người hâm mộ bóng đá thế giới ngất ngây. CR7 có cơ hội dứt điểm sau quả tạt của hậu vệ Carvajal. Anh từ dưới đất chui lên, thực hiện động tác dứt điểm theo kiểu xe đạp chọn ngược, một trong những kỹ năng khó nhất trong bóng đá. Trái bóng bay thẳng vào lưới trong sự bất lực của người nhện Buffon. Bên ngoài đường biên, huấn luyện viên Zidane ôm đầu, không thể tin vào mắt mình khi chứng kiến cậu học trò lập siêu phẩm. Thêm một lần nữa, Ronaldo khiến cho khán giả phải trầm trồ vì tuyệt kỹ Rabona của mình. Có thể nói đây là một trong những kỹ thuật đá bóng không hề dễ, nhưng có lẽ đối với Ronaldo thì lại quá đơn giản, nhất là khi mà anh sử dụng tuyệt chiêu này trong trường hợp một hàng hậu vệ bên phía đối thủ đứng dày đặc trước khung thành như vậy. Combo tuyệt kỹ đảo chân và sâu kim của Max CR7 đây. Sau một màn đảo chân như răng lạc khiến đối thủ hoa mắt chóng mặt, nắm bắt cơ hội lơ đễnh của đối phương, siêu sao người Bồ tiếp tục khoe thêm kỹ thuật sâu kim của mình. Anh khống chế bóng một cách điều nghệ để lừa bóng qua khe giữa hai chân một cầu thủ của Bỉ. Ngay cả khi thủ môn của Marseille có đoán đúng hướng đi của bóng và nhanh chóng đổ người cản phá quả đá phạt của CR7, thì chúng ta cũng phải thừa nhận rằng cú sút xa góc hẹp của Ronaldo là khó có thể cản phá được. Không phải ngẫu nhiên mà siêu sao người Bồ được gọi với cái tên mỹ miều là chuyên gia sút phạt hàng đầu thế giới, phải không nào? CR7 là niềm tự hào của nền bóng đá Bồ Đào Nha. Nhà toán học, triết học vĩ đại bậc nhất mọi thời đại Archimedes của Hy Lạp cổ đại từng có câu nói để đời: hãy cho tôi một điểm tựa, tôi có thể nhấc bổng cả thế giới. Với điểm tựa mang tên Cristiano Ronaldo, thế giới bóng đá được nâng lên một tầm cao mới với những năng lực siêu nhiên mà Ronaldo mang lại. Vậy bạn mãn nhãn với kỹ năng nào nhất của anh chàng? Hãy chia sẻ với chúng tôi bằng cách để lại comment ở phía bên dưới video này nhé. Và nếu các bạn yêu thích video này, đừng ngần ngại cho Mr. Zero một like, share và nhớ nhấn vào nút chuông thông báo để luôn nhận được những thông tin mới nhất mỗi khi kênh ra video mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.